Xin chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và rồi hôm nay thì đến với bãi biển của em Tiền, địa chỉ là xã Hưng Khánh Trung B ha, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay vườn của em Tiền có lên tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống và ghép em xuông mình lại ha, hàng chơi Tết năm 2025 ha, giá cực kỳ yêu thương cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rất mong cô chú anh chị mình xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Tiền nha. Và không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Tiền nha, đem Tiền chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Anh chào Tiền nha. Dạ em chào anh ạ. Kính chào quý cô chú anh chị lên kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Hôm nay em lại trở lại kênh, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai ghép siêu bông mình lại đó cô chú anh chị. Rồi, vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn em ha. Dạ, cây đầu tiên của em là cây màu ca, một cây siêu bông xài ơi siêu bông mình lại nha. Rồi, cái này toàn thông luôn cô chú anh chị ha. Cái này là chiều cao được 80 ạ. Dáng trực ha. Tán ngang là được 70. Dáng trực cô chú anh chị ha. Toàn dễ thương lắm nha. Cái này già chơi Tết ok hả cô chú anh chị? Quanh thân là được 15 rưỡi hay đến 15 hay ha. Rồi. Cái này có nút nụ hết rồi hay cô chú anh chị? Dạ cây này em xin giao lưu giá là chỉ có là 400 rưỡi thôi ha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Cây mã số 2K. Rồi. Một cây bình loại này cô chú anh chị. Rồi, cái này cái tàn cũng rất là dễ thương luôn cô chú anh chị ha. Cây này là chiều cao là được 93. Tàn tròn. Tán ngang được 65. Cây đang phúng cờ đợt nữa cô chú anh chị ha. Tới cuối tháng này mình làm nụ là vừa luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh thân là được 19 rưỡi hàng tính 19 thôi ha. Rồi. Rồi cây này xin giao lưu là giá là chỉ là 500 rưỡi ha. Bà phí phí vận chuyển luôn ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số là 3K. Một cây siêu bông mình lại nè cô chú anh chị. Cây này lùng lực ha cô chú anh chị. Tàn xông xê luôn cô chú anh chị ha. Cây đi đọt rất là sung luôn nè. Có chùm bông mà nó héo rồi cô chú anh chị ha. Ngộn giỏ, có cũ rồi. Rồi, cây xanh thông số cái này luôn em. Thông số cái này là được 66 ạ. Tán ngang là được 69. Quỳnh thân là được 17 ạ. Rồi. Cây này xin giao lưu là giá là 500 ha. Bao phí vận chuyển ha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Cây mã số là 4K. Rồi. Một cây xưa mình lại nè cô chú anh chị. Cái này cái tàn cũng dễ thương lắm cô chú anh chị ha. Chiều cao là 58 ạ. Tới ngang là 62. Nha cô chú anh chị. Bò già hết ha. Cái đế bỏ bàn rồi nè. Dễ bỏ đều luôn cô chú anh chị ha. Rất là dễ thương ha. Thông số luôn đi em. Quỳnh thân là được 19 rưỡi ha. Tính 19 thôi ha. Rồi. Cái này xin giao lưu giá thì chỉ có 400 rưỡi thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là cây mã số là 5K ha. Rồi. Cây siêu bông mình lại nè cô chú anh chị. Cái này cái tàn rất là đều luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 63. Bò tàn nó ấm lắm nha. Tán ngang là 72. Co già nè cô chú anh chị ha. Nè, cây bắt đầu làm nụ nè cô chú anh chị ha. Cây này có đế luôn nha. Quỳnh thân là được 18 rưỡi hay 18 rồi ha. Rồi. Rồi, cây này em xin giao lưu là giá là 500 ha. Rồi, bao phí vận chuyển ạ. Rồi, tiếp theo cây mã số. 6K. Rồi. Một cây siêu bông mình lại lớn nha cô chú anh chị. Cây tàn khủng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Tàn thông mà lùng đó cô chú anh chị. Cây này là cao là được 87 ạ. Tán ngang là được 95. Quỳnh thân là được 18 luôn hay cô chú anh chị? Rồi. Cái tàn xôm xê lắm nha cô chú anh chị, cái tàn rất là to nha. Cái tàn rất là đều luôn hay cô chú anh chị? Rồi. Dạ cây này xin giao lưu là giá là 1.100.000 ha, bao phí vận chuyển ha. Rồi 1.100.000 bao phí ha. Rồi cây luôn em. Rồi tiếp theo cây mã số 7K. Số 7K là một cây giảo cánh tròn hay cô chú anh chị? Giảo cánh tròn, cảm ơn em ha. Dạ. Rồi cái này cái bông rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Cái này là chiều cao là 82 ạ. Cái này già mùa lắm nha, tết này chơi tết là ok luôn á. Tán ngang là 105 ạ. Cái cốt mà cô chú anh chị ha. Từ chảng luôn, già mùa nha cô chú anh chị. Quỳnh thân là được 16 rưỡi đến 16 thôi ha. Rồi. Dạ cái này em xin giao lưu là giá là 1.500.000 ha. Bao phí vận chuyển ha. 1.500.000 bao ship ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 8K, một cây siêu bông mình lại ha cô chú anh chị. Cái này phôi sắc lớn cô chú anh chị ha. Tàn rất là đều luôn cô chú anh chị. Cái này là chiều cao là 103. Tán ngang là được 75 ha. Ủa, cái gốc quá tại cái gốc cô chú anh chị. Gốc to lắm nha cô chú anh chị ha. Mấy có gốc ok lắm nha. Quỳnh thân là được 29 rưỡi nha. Cái này cái gốc nó giả là giả me hết trơn cô chú anh chị. Tổng quỳnh đế là được 75 luôn ha cô chú anh chị. Hai cành nó nhìn rất là đẹp luôn. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây em? Dạ cái này em giao lưu là giá là 2.500.000 nha, em bao phí vận chuyển nha.
Rồi 2.500.000 cây xôi mình lại này ha. Rồi cái dạ. này cuối clip luôn cho em. Dạ cuối clip luôn ạ. Cuối clip em kính mong quý cô chú anh chị ủng hộ clip của em ha. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như anh Tiền cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.